mở hàng, giá mở hàng. Giá đổ buôn để anh tặng cho. Giá đổ buôn luôn. Ừ. Hai mươi tháng mà chị lên ở đây còn cả 5 cây. Quá hợp lý. Thế mà vườn này thế thì khó mua lắm nhỉ. Yeah. Đấy cái này bao nhiêu anh? Xì tay chuột, à xì búp đỏ. Bao nhiêu tiền cái này này? Cái này 6 triệu. Được hết nhỉ. Anh à? Được hết. Mẹ hôm nay hơi to. 6 triệu. Ông Ngọc Mai tụt quần nếu mà vẫn đi. Và tuyển Hồng Ngọc Mai đẹp hết. Vâng. Vâng. Này à đây rồi. Đây đây. Anh không nhờ chúng là về lắp cái xe chở đâu. À đấy. Cái tháng thì yếu. Vâng vâng. Thế biết đâu thì chúng vừa lên mạng anh xem cái thế nào. Đúng rồi. May nó lại cuối tuần nên là đi thích hơn. Nó kia thì yếu vẫn đang chở vài cái đồng đấy. Thời tiết dễ chịu quá. Sao mua được cái gì chưa? Cái này về làm bóng đẹp. Là mua đấy không có chỗ mà đấy góc to đấy đi chơi được khoảng đây có góc này góc gì chơi đặt vào bên vạch đẹp mà ra sớm kỹ sớm ngủ hết sông này và người nhìn một mắt đấy chỉ cần chơi ở đây này này gặp giám đốc về rồi xin chào đấy, để xem nhờ tí. Đấy. Cái kia thì cũng không phải là gì, chơi một con bé thôi. Vâng. Không kệ mà chơi chán thôi, bán hụt. Chơi chán này băng ra. Không, không cho vào tiểu cảnh đi, cứ chơi ở trong đi anh. Anh ơi, anh vẫn để trong mà. Mình chơi nhiều kiểu đó anh. Đang hoa, đang mùa hoa. Nó đẹp của Quý Hơn là gì? Mai Chiếu Thủy. Quý Hơn chưa? Quý Hơn đâu? Quý Hơn. Anh bảo Mai Chiếu Thủy nó không có quả đúng không? Là một cái hoa là Mai không nhiều màu. Mai Chiếu Thủy chỉ có hoa thôi. Bởi vì mà hoa cũng nhiều có cả quả nhưng mà bởi vì làm được một cây này nó gấp rất nhiều thời gian hơn. Mà nó lại hơn hẳn cái là hoa nó quanh hoa năm. Nó ra quanh năm. Vâng. Là một hoa đẹp hơn. Hoa Mai Chiếu Thủy chút xuống thì không đẹp. Hoa đúng không? Cái này hoa nó ngửi lên đẹp với cả là quả nó đẹp ấy. Lá thì coi tương đương như nhau. Ừ. Nhưng mà lá Mai Chiếu Thủy nhìn màu không đậm, không đẹp. Mai Chiếu Thủy ở miền Bắc nó không được đẹp như ở trong kia. Hôm anh đấy cây đẹp lắm. Cái hồng Ngọc Mai rồng quá đẹp luôn chung ạ. À. Gốc rồng lại đẹp lắm. Gốc to đẹp. Nói cũng đến mà vào vườn cái gì đó nói cũng 15-20 triệu. À được cái gốc to là quý. Gốc to. Chứ Mai Chiếu Thủy thì cái này cơ mà. Chứ Mai Chiếu Thủy mà to thì dễ kiếm. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai thì mới khó. Rút dịt ra là cái bệnh trên đế nó dịt dạng. Nó quý hơn ở chỗ đấy, nó khó hơn. Lớn chậm. Chậm lớn. Dòng này lớn chậm. Chậm lớn. Thơm hương thơm của nó thơm. Nói như thế này nhưng mà để trong phòng nó nói. Thơm lắm. Thơm dễ chịu không phải. Không biết có phải là. Để trong phòng lúc gì mới hoa nó mới tỏa ra. Thưởng thức được. Để ở chợ ở đây thì nó. Anh cũng chú ý đi, bây giờ có cây đẹp mà anh cũng dùng cây đẹp. Chơi mà kinh doanh đâu. Để em chuyển hai gốc to rồi. Hôm hôm một tí nó mua cây kiểu đen, nó mua cây to để cắt. Đấy, à đúng rồi. Nhìn gốc gốc đi, mình dường nhỉ, nó mua gốc 3 tiền triệu. Chẳng biết nó mua bao nhiêu. Cắt củ. Ra là thấy ông đang cắt rồi. Gốc anh là liền lạc luôn. Đẹp này cái bón trai nó gốc kia nó đỡ dưới đất lên. Nó chưa đâu chưa. Đây cái chân đế bệ của nó như thế này không mà. Quái như tháp Bắc Phen mà. Cao này nhưng mà. Đấy sướng, sướng. Sao thế có giao lưu lại không? Ngoài đây chỉ chết dở ở trên đấy nhỉ? Đẹp cũng là đẹp lắm. Ngoài đây coi như mất cái đây nó ứng vào đại lý tầm đi chuyển lãm. Được, quan trọng là nó liền là đẹp. Nhưng mà không giao lưu à? Nhốt à? Không giao lưu ra ngoài chân đế để chơi đang để chơi đang không đi chơi à không phải chán rồi gốc đấy cứ nói nghe khó nghe tả là thế thích rồi đấy đúng không cơ bản nó lùn nó ít nhưng mà gốc to nó nhiều tiền không phải nó quái cây mà cái chân đế lại vòng này như kiểu người ta bắp phen nghĩa là nó cũng liền lên đến chơi ngồi đẹp. Thôi hay có tay tán chưa? Đen cứ bảo anh để lại. Có tay tán chưa? Đầy đủ hết. Ủa thế à? Cái mai chú thủy. Như cây mai chú thủy. À rồi rồi rồi. Nó đủ. Ôi giời. Thế cũng là giao lưu với em.
hiếm lắm. Để phiên sau đi trà đông mà anh Minh mang ra mới đây ra cho. Để chuẩn bị. Không có tiền thì bảo mấy ông anh ông sút hộ ông trả sau. Đây là sau. Quả nơi rồi. Nó già này. Có cái đề của anh chưa đi đẹp lắm. Chưa làm xong làm xong của anh. Cái đề nhưng mà mưa chưa rồi, mang. Mưa rồi. Lâu rồi. Không là mang ra cho anh chiên xe với chưa. Có khi phải lấy số của anh nhà các anh nhỉ. Gọi được ạ. Nhà bán Zalo ra liếc. Có mình có Zalo. Có Zalo Facebook thì chả có hết. Cho em cái số cái. Cho em cái số. Không anh chơi số là gì. Không nhớ lưu là gì. Đọc lại cho em này. 09 03 9 038 ổn đúng rồi. Hình như gọi em rồi. Có anh có đàn anh hỏi cái tiểu huy đấy để nhớ anh hỏi cái tiểu huy chú lâu lâu rồi lâu lắm không có xe mảnh ở đây kéo bán ở trong giữa chợ phía này có mỗi cái đề nhìn tạm tạm không ý chợ nào anh cái đề trắng em không có đi ngắm ở nhà ai đấy không vào cái tí như đang chó nhưng mà không thích lắm trường hả à? Đấy không à tầng dưới gì quái cây này à. Cây xanh đi trước thì đấy vâng xem nào. Đấy, sung mô đây. Sung sương. Hồng Ngọc Mai. Đấy, giá tụt quần mai không có cái giá đâu nhé, mua đi. Đấy, hai cây này thì giá sao anh nhỉ? Hai cây này à? 1,5 triệu một cây. 1,5 triệu một cây. Okay. Nói chung là cứ tầm dưới 3 triệu là lấy được cây đẹp. Cây này một cây nhỉ? Thấy quay cây ghê thật. Cây này được nhưng mà thời gian nữa này để biết làm này. Cái này nguyên bản này em không phải là ghép cả. Không phải ghép à? Một gốc liền. Một gốc liền. Anh rổ hết lên anh mới. Cây này này, được chung chung đế. Để anh 3 lít thế này. Một cái ngọn ở cái cây. Hạ đi. Cái này cái xanh ấy. Và cây này thời gian nữa nó có chân có bể thì nó ra cái hồn làng thì đẹp. Ừ thì chân nó đây. Ừ, đấy. Rồi đôi nằm nữa thì nó đẹp một mai này. Cái gì thì đúng một tay đẹp, một tay kia thì quá nhỉ. Đúng một tay thì đúng. Cái này bán gì đâu. Đó, ok được rồi. Xì em này. Em và nhà bây giờ. Vâng, hôm nay đi ngày nghỉ đi thoải mái. Đấy, cái này không cho đâu. Vào cái chậu bé nhìn nó hay hơn. Đúng rồi, nhìn nó kinh. Hôm trước mà cho chậu bé thì lấy luôn rồi. Nhìn cái chậu kinh quá. Chậu kia to quá. Lấy sâu hôm nay lấy hai cây đấy. À đấy, vâng, hai cây, một cây đây, một cây đây. Cây cuối. Hai cây hay nhất. Đấy cho chậu bé anh nhìn. Vâng. Đẹp hơn. Đây giờ còn có mà 4 cây này thôi mà. Giá có gì thay đổi không ông chú ơi? Giá mấy cây này có gì thay đổi không? Vẫn thế nhỉ? 6 triệu một cây đấy. À không, vẫn 6 triệu một cây hay mấy cây này đâu. Vẫn thế nhỉ? Đây là. À rành rành cắt đi rồi. Đấy, hôm trước Trung định lấy mà nhìn đâu. Đâu chưa nhìn ra. Cây này có phải cây này đâu. Không phải à? Không phải. À, cây khác. À cây hôm trước là cây khác. Lấy là kiểu khoáng. À rồi. Cái này của nó được đấy.
cái này là bao tiền đấy ạ? Đâu? Vẫn cái này đấy. Vẫn cái này. Nó tỉa đi. Tỉa đi. Đầu tao thấy cái kia nó không có cái gốc này mà nó lên. Đấy, chỗ này cắt đi hết rồi đây này, cắt. Đây nhìn chỗ này nhận ra ngay, vẫn cái này mà. Vẫn cái này. Nhưng mà nhìn nó dễ chịu hơn. Gọn hơn đúng không? Hôm trước nó được mọc um tùm mà. Tùm ở trong. Đấy mới cắt đấy, mới cắt. Tao ép cái link của mày vào rồi đấy. À thế ạ. Ừ. Đang hôm trước bảo trụ bao nhiêu ấy? Trụ mấy sao? Trụ mấy? Này trụ mấy. Hỏi cái này. Này không biết là nó là loại gì mà nó ra như là quả ra hoa này. Đúng rồi, ra quả ra hoa. Ra hoa ra quả này. Đây. Về thì có hoa luôn. Bây giờ đến mùa là ra hoa thôi, nó rồi, nó rồi. Thả phun sâu vậy như này. Sâu này là sâu ăn lá. Sâu. Đây bên này về trồng lấy hoa để. Bỏ quá thì mẹ nó trồng. Danh danh phải to chứ. Vâng. Con trước đấy nhỉ? Nó là con trước mà, con trước đấy. 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 Nó để cái chỗ này chứ không, nhưng mà để chỗ này đẹp. Ông kiểu để cái bệ to quá. Vâng, nhìn kinh. Cháu mà lấy thì cháu vứt bỏ cái chậu thì nuôi chỗ khác, kể cả chậu này không dùng. Này vẫn to đúng không? Nhìn nó ghê. Chậu nó nhẹ nhàng thôi. Cái này sạch sẽ. Cái cây hôm mưa về nó bắt đầu nó nhú lá. Vâng. Nó ở trên chậu rồi là nó nhanh lắm. Cứ cắt là nó già cây mà nó yên rồi. Nên nhanh lắm. Nhanh. Cắt tức là nó phun ngay. Còn cái trực này. Còn 6 triệu cây, có cây kia thì 12 hôm trước. Trước bảo 12. Nhưng mà để đến trên này, trên nữa là cái cây này khả năng thì có được là 10 triệu. Vâng. Các ông lấy được mớ ở đâu rẻ? Đây là của những người đã chơi rồi. Đang chơi mà họ có thể là họ chuyển. Nhất là vỡ nợ, hai là chuyển dáng, không thích chơi kiểu dáng này nữa. Thì ông mua được. Tháng này là cậu điên mà. Bán mà rẻ là chỉ có mua được rẻ thì mới bán rẻ. Cái này trông chưa nhờ. Các cụ chơi cái này hay hợp già răm thế. Già quá. Nói chung là bọn này mấy gốc này làm già. Hôm lấy một cái cây mà hai thân dáng dáng làng ấy. Cây đấy hay nhất. Hay nhất trong cái bãi này. Tất nhiên rồi mà... mê là phải và... chứ mà danh. Ok, sang cái tủ này.